Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay tiếp theo tôi sẽ làm một cái món tiếp theo nó tôi mới nghĩ ra thôi. Hồi hôm qua thì tôi đăng một cái video luộc trứng với muối xoài, nó vẫn chưa mặn, không mặn anh em. Thì hôm nay tôi sẽ làm một clip mới, đó chính là luộc trứng với nước mắm. Đó, nước mắm luôn. Đó. Nước mắm thì nó sẽ là một cái chất lỏng nguyên chất luôn, chứ không phải là mình pha vô thêm gì nữa. Ok, bắt đầu nè. Nước mắm để nhỉ, đó vẫn chưa bóc luôn. Đó, bây giờ tôi sẽ bóc này. Chà, cứng phải nồi nè. Đây, nó cứng quá cho nên là tôi phải dùng cái kềm này, các bạn thấy chưa? Cái kềm mà cái loại mà nó có thể hai chế độ này, một chế độ là nhỏ, để qua đây là nó bự nè. Đó, mình mở được cái chai này, cứng phải nè mà. Này, này để qua đây mở được. Chà. Ok, đây. Ra rồi, rồi. Đây. Rồi, đấy, chưa. Nghe kinh vãi chưởng. Ok, đây tôi đã mở được rồi. Đây, dùng kềm mới mở được, khổ phải này. Rồi. Ok, tôi đã chuẩn bị một cái nồi như này. Bây giờ tôi sẽ châm đốt lửa lên. Rồi, thấy chưa? Và bây giờ mình sẽ đi châm nước vào đây. Bây giờ tôi sẽ chế nước mắm vào. Đây, nước mắm này. Các bạn thấy chưa? Nước mắm này. Đó. Ok. Đầu tư lớn luôn các bạn thấy không? Đó. Đây vẫn chưa ngập. Vẫn chưa ngập. Đó, như thế này là ok rồi. Bây giờ tôi sẽ đợi. Ok. Đây. Cho các bạn xem. Đây, cho các bạn xem. Đây là trứng với luộc với nước mắm. Bây giờ tôi sẽ đi. Đây là cái thìa này. Thìa này. Các bạn nhìn, đó các bạn thấy chưa? Ngập ngập như thế này là ok rồi. Có thể lòng đào. Có lòng đào ngon các bạn. Đấy. Bây giờ tôi sẽ đậy nắp lại. Ok. Ok, mình đã luộc khá là lâu rồi, mình nghĩ là chín rồi. Bây giờ hồi nãy có một ít sự cố bên này anh em, là tại vì nóng quá nước nó trào ra cho nên mình chuyển qua bên đây à. Mùi nó rất là thơm các bạn. Bây giờ mình sẽ tắt lửa nha. Đây, tắt bếp ga rồi. Đây cho các bạn xem. Nó đã chín rồi. Mình để nguội lại chút là chín rồi. Đó, các bạn thấy không? Màu nhìn đi như Coca-Cola nhưng mà nước mắm rất là mặn. Đây, các bạn thấy không? Tôi sẽ để nguội một tí nữa thì tôi sẽ vớt ra cho nó chín hẳn luôn á, sợ là nó mọc đào. Đó. Ok, tôi sẽ đợi một chút nữa rồi lột ra. Thưởng thức thử nha các bạn, nó có mặn giống như là để coi là nó có mặn như nó không mặn hay là mặn giống như muối. Ok, bắt đầu. Ok, tôi đã chuẩn bị một cái bát có nước như thế này. Bây giờ tôi sẽ ra thấy nó ra. Tôi đã đợi khoảng một phút mấy rồi, tôi nghĩ là nó hơi nguội rồi. Nóng quá, nóng quá. Cái nắp nóng hổi. Ok, bây giờ sẽ đi đây. Ok, đây là cái thìa. Bây giờ tôi sẽ cái nguội nước mắm này. Cái món này tôi nghĩ nếu mà nguội lại có thể dùng lại được á. Nhưng mà phải nguội. Đây, bây giờ tôi sẽ gấp ra. Cẩn thận anh em, vỡ chết. Đây, cho vào đây. Các bạn, à, các bạn nhìn này. Khi mà tôi luộc nó như vậy nè. Luộc á, khi mà mình để nó như vậy nè. Đó, thì nó sẽ có một cái vạch như vậy nè. Giống như là mình để nó trên không á. Về nè. Để nó về nè hoài á là nó ăn hình dấu luôn. Thì tôi sẽ để cho nó nguội chút rồi lột ra. Thưởng thức thử nha các bạn. Còn nước mắm này tôi sẽ dùng lại. Thử xem như thế nào. Trứng này các bạn. Đó. Bây giờ tôi sẽ lột nó ra nha. Đây bây giờ tôi sẽ lột này.
nó còn rất là nóng, rất là nóng luôn. Tôi sẽ đổ nước thì lấy nước khác các bạn, nước lạnh hơn đó, ngâm tí đó. Bây giờ tôi sẽ đột ra và hưởng thức xem có phải là hay là nó ngấm vô vỏ nữa không. Mùi vị nó như thế nào đó, bây giờ tôi sẽ lột nó ra nè. Ok, đây tôi đã lột xong một cái trứng vịt như thế này. Mùi rất là thơm, cái trứng này thơm thơm nước mắm các bạn ơi, hơi hơi thơm mùi nước mắm ấy. Rồi ok, bây giờ tôi sẽ đi thưởng thức thử xem như thế nào. Ok, thì đây là quả trứng. Đấy, đây là quả trứng vịt hồi nãy nó mới lột xong ấy. Bây giờ tôi sẽ thưởng thức thử xem như nào. Ok, vẫn chưa cảm thấy vị gì. Chín luôn các bạn. Chín luôn. Có mùi nước mắm. À, chỗ này nó hơi lộng đào bạn nhìn đó. Ok, bây giờ tôi sẽ ăn hết cái trứng này. Nói chung là chả có vị gì cả, vị như trứng bình thường á, nó có mùi nước mắm hơi thôi. Tôi sẽ ăn hết. Không có vị gì luôn anh em. Chung là khó ăn lắm. Ở trong này nó hơi có lòng đào này. Này lòng đào hơi thôi. À thì đây, tôi vừa múc một ít muối này, chấm. Khó ăn. Nói chung là nó không có vị gì cả, không có vị mặn, nhưng mà nghe mùi nước mắm đó, ngon. Chấm tí muối nữa ngon. Ăn nếu mà ăn không thì nghe mùi hơi nước mắm hơi thôi, mà những cái vị giác phải giữ lắm á mấy, mình cảm nhận được cái mùi này. Hơi lột đào, không giống cái trứng hôm qua. Nước mắm lột lâu lắm mấy, mình đã luộc hơn 10 phút rồi, rồi vẫn lòng đào, hơi lòng đào. Đấy, vào đây chưa? Ngon các bạn. Nói chung là chấm với muối thì nó ngon, chứ làm sao nó lạc lắm các bạn. Không phải nó mặn mà nó nghe mùi nước mắm thật, chứ nó không có cái gì hết rồi. Hơi nước mắm cũng không, nghe mùi nó không nặng. Nói chung á là các bạn luộc trứng với tất cả những cái nước, với như nước ngọt, nước mặn, nước chua, nước gì nó cũng sẽ trứng bình thường thôi, nó chỉ nghe cái mùi của cái vật đó thôi. Ok, thì rất cảm ơn các bạn đã xem clip của tôi. Nếu các bạn thấy hay thì có thể là like, share, subscribe và nhớ đăng ký kênh của tôi nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào các bạn.